Xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay em muốn chia sẻ cho cả nhà về một bí quyết giúp cải thiện làn da khô, bong, nứt nẻ. Với cái thời tiết hiện tại, cái làn da của mình khá là khô đúng không cả nhà? Lúc thì thời tiết nắng nè, lúc thời tiết lạnh nè, đó. Cho nên cái làn da của mình nó cũng sẽ theo cái thời tiết đó mà nó có cảm giác rất là khô căng. Đó, cho nên đây cũng là một cái sản phẩm đáp ứng được những cái mong mỏi của các tình yêu của mình nha. Đấy, để em sẽ khô bên trong cho cả nhà mình xem. Đây, đối với mọi sản phẩm của Lâm Mơ đều có phiếu bảo hành như thế này cho cả nhà mình. Bảo hành cam kết chất lượng sản phẩm lên đến 10 triệu. Cho nên với sản phẩm Lâm Mơ thì cả nhà của mình cứ an tâm và sử dụng thôi nha. Đó. Rồi em sẽ lấy sản phẩm ra. Đây là một cái lọ nhỏ xinh nhưng mà cái hiệu quả của nó mang lại khá là lớn luôn nha cả nhà. Chỉ cần một phiên, sau một đêm thì cả nhà của mình sẽ cảm nhận được một làn da mịn màng đó. Có thể là giảm hẳn được cái tình trạng khô hanh trên làn da của mình. Vì sao mà em dám khẳng định cho cả nhà mình? Vì em là người đã sử dụng được khoảng 3-4 lọ rồi. Và làn da của mình á, khi mà căng khô như thế này, mình chỉ cần sử dụng một viên thôi, thì qua bữa sau thì cảm giác rất là mịn màng và cái làn da của mình nó không còn cái cảm giác khô căng khó chịu nữa cả nhà. Đó. Rồi bây giờ thì em sẽ cho cả nhà mình xem cái viên của nó nhé. Đây. Một lọ như thế này được 20 viên nhé cả nhà. Một viên như thế này thì mình sẽ sử dụng được 2 lần. Nếu mà các tình yêu của mình tiết kiệm, hoặc là mình có thể sử dụng hết luôn một lần cũng được nhé. Đó. Một tuần thì mình sẽ sử dụng 3 lần để làn da của mình có thể đẹp hơn rất là nhiều. Đó. Rồi trên mọi sản phẩm đều có cái tem của công ty như thế này nha. Đó. Tem niêm phong như thế này. Rồi bây giờ thì em sẽ khui ra và sử dụng cho cả nhà mình xem. Rất là đơn giản thôi. Đó. Đây là một sản phẩm giúp phục hồi những làn da khô căng và những làn da mỏng yếu. Đó, nó sẽ giúp phục hồi hết luôn. Với những cái dưỡng chất trong viên siêu dưỡng chất này thì nó giúp cải thiện làn da của mình khá là rõ luôn nhé cả nhà. Cho nên là mình sử dụng một tuần 3 lần thôi. Nó vừa giúp căng mịn làn da, giúp tái tạo làn da, giúp da của mình trắng mịn. Đó. Và hơn hết thì nó còn chống lão hóa nè, giảm những cái nếp nhăn li ti trên làn da mặt của mình. Đó. Và đây cũng là một cái bước thay cho serum. Và cuối cùng mình sẽ sử dụng kem đêm nhé. Trước khi mình dưỡng thì mình hãy thực hiện các bước làm sạch da với sữa rửa mặt và tẩy trang nhé cả nhà. Và sau đó thì mình sẽ cấp ẩm với toner. Và kế tiếp thì mình sẽ dùng cái viên siêu dưỡng chất này hoặc là serum. Và bước cuối cùng là mình sẽ dùng kem đêm. Đây là viên siêu dưỡng chất sử dụng cho ban đêm, hiệu quả khá là cao luôn nhé. Tại vì ban đêm thì cái làn da của mình được nghỉ ngơi, được thư giãn, cho nên cái độ hấp thụ dưỡng chất nó khá là tốt luôn. Đấy. Em sẽ sử dụng hết luôn một viên cho cả nhà mình xem nha. Đó, đây. Đó, hết rồi nha cả nhà. Rồi mình sẽ massage nhẹ nhàng nha, để những cái dưỡng chất nó thẩm thấu vô da của mình. Căng bóng, mịn màng, trắng sáng, chống lão hóa, giảm nếp nhăn, ngăn ngừa khô căng nứt nẻ. Đấy, rất là nhiều công dụng luôn. Bên cạnh đó thì nó còn giúp tái tạo tế bào da, cung cấp collagen cho da luôn. Đó. Phục hồi những làn da sau điều trị mụn nám đó, thì mình cần nên sử dụng kem này để giúp làn da của mình có thể săn chắc đàn hồi lại nhé cả nhà. Đấy, em sẽ massage một tí xíu nè.